anh em ơi. Đang ở đâu nè? Ngày về là ta tìm building trên hoa nào đâu có chờ đợi. Bóng trong ta thấy diệu kỳ, giờ là giây phút mà ta mơ, tao ta mình không ngừng chuyển hóa. Đồng lòng yên ta cây bi. Rồi, xin chào đại gia đình F88. Ngày hôm nay là ngày team building tại Cần Thơ. Xin chúc cho đại gia đình F88 có một chuyến team building vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và thật nhiều phần thưởng. Yeah! Xin chào F88. F88 không ngừng chuyển hóa. F88 không ngừng chuyển hóa. Với cả hai ta vượt trội để trao giá trị cho mọi người. Anh đi đồng hành ở bên ta để không ngừng chuyển hóa. Ta lắng nghe tiếng đồng đội và tuyên bố ta sẽ làm được. Ta sẽ bên nhau để dòng trời để chuyển môi nở nụ cười. Châu Âu lo để làm gì? Hè về là ta tìm building chuyển hóa nào đâu có chờ đợi. Bóng trong ta thấy diệu kỳ, giờ là giây phút mà ta mong, tăng ta mình không ngừng chuyển hóa. Chào đón những chiến binh thân thiện và đầy dễ thương của F88 khu vực miền Tây Nam Bộ 1 và 2 đến với tham dự hành trình Transform không ngừng chuyển hóa cho mùa hè 2024 ngày hôm nay. Tạm biệt một điều biển lo, ta bay vào một vùng trời tự do. Hãy tận hưởng tình yêu đình tuyệt vời. Một nơi mà cứ ngỡ đâu là cứ ngỡ đâu là mơ. Người tám tám ta luôn yêu thương nhau rất tràn hòa. Niềm vui kề bên gió đang gọi tên chúng ta đột phá. Hòa trong tiếng nhạc rộn ràng lắm tỏ chung thực nhé. Với ca hát ta vượt trội để trao giá trị cho mọi người. Ta đi đồng hành ở bên ta để không ngừng chuyển hóa. Ta lắng nghe tên đồng đội và tuyên bố ta sẽ làm được. Ta sẽ bên nhau để dòng trời để trên môi nở nụ cười. Châu lo nên làm gì? Hè về là ta tìm building chuyển hoa nào đâu có chờ đợi. Bỗng trong ta thấy diệu kỳ, giờ là giây phút mà ta mong. Có một khoảng khắc nào đó mà chúng ta nhìn lại những hình ảnh này thì đây có thể là những kỷ niệm, đó có thể là những cái mà chúng ta được đồng hành với nhau, rồi chúng ta được trải nghiệm những cái cảm xúc vui buồn có với nhau. Cũng như trong công việc thì chúc cho buổi team building thật là hạnh phúc và ý nghĩa. Thà cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về. Anh em Tây Nam Bộ đâu ạ? Chúng ta sẽ là Tây Nam Bộ, chung kế hoạch hành động, chung mục tiêu, chung phát triển. Anh em có đồng ý không ạ? Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó như trong hai, ai biết được tôi vẫn đi về phía. Một trái tim thôi và chúng ta sẽ thực hiện nó, và chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong gia đình và trong công việc. Thì cảm ơn mọi người, chúc cho mọi người một buổi tối hôm nay.
chúng ta chứ không phải do ai. Cảm ơn mọi người.